Chào mọi người quay lại kênh của mình nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay mình làm clip này sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá mới á. Thì kênh mình thành lập ra với mục đích là giao lưu kết nối để có một cái nơi để anh em mình xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi anh em. Thì ở đây là mình xin nhắc lại là mình hoàn toàn không buôn bán bất cứ một cái vật liệu gì nó liên quan đến cá coi anh em nhé. Mình chỉ tư vấn hỗ trợ cho những anh em đang gặp khó khăn trong cái vấn đề là nuôi cá coi theo cái sự hiểu biết của mình. Và kênh của mình là cái nơi để mà mình giao lưu, thí dụ như anh em nào trong kênh của mình hoặc là những anh em nào xem được video này của mình mà có nhã ý muốn giao lưu hồ á, thì anh em cứ comment Thì bên hôm dưới. nay mình được sự đồng ý của em Tuấn ở thành phố Vinh, Nghệ An á, thì bữa nay mình cùng với lại anh em sẽ tham quan hồ cá của Tuấn cũng như là mình tìm hiểu luôn cái hệ thống lọc hồ của Tuấn luôn anh em nha. Thì cũng như những clip trước thôi anh em, trước khi mà mình vô cái vấn đề chính là bộ lọc thì mình sẽ tham quan hồ của Tuấn trước anh em nha. Thì đây là toàn bộ cái khung cảnh hồ của Tuấn anh em. Anh em thấy là cái hồ của Tuấn là mình làm bằng cái tan 300 lít anh em nha. Tuấn có làm một cái sườn. Tuấn cũng có nhờ mình chia sẻ đến anh em á, lý do mà làm cái sườn vậy nè. Nếu như anh em nào xác định mà mình nuôi cá coi mà trong cái tan mà 300 lít, 400 lít hoặc là 500 lít giống như của Tuấn mà cái hình chữ nhật á, là tốt nhất là anh em nên làm cái sườn. Tại vì nếu như mà anh em lâu dài ngày anh em mà mình không có cái sườn này thì cái độ nước anh em mình thay ra rồi mình bơm vô với lại là cá nó bơi á, nó làm cho nó có cái độ giãn á, lâu ngày là cái hồ của mình nếu mà không có sườn á, nó sẽ bị phình hai bên hông ra anh em nha. Cho nên là tốt nhất là mình xác định nếu như nuôi lâu dài thì mình nên làm cái sườn để mình cố định lại anh em nha. Tuấn có chia sẻ với lại mình thì cái này nó đối với lại cái tan mà hình chữ nhật thôi, còn cái hình tròn thì theo mình nghĩ là không nhất thiết. Hồ của mình thì bơm mình để trực tiếp vô bên trong hồ luôn nha anh em. Mình sẽ chế hút đáy với là hút mặt rồi mình sẽ bơm lên cái hệ thống lọc của mình và mình chế lắng riêng. Cá thì anh em thấy là tương đối rất là khỏe ha. Cá ở đây thì Tuấn nuôi là cá F1 nha anh em. Hồ mình thì hoạt động đến thời điểm này là tầm cỡ 5 6 tháng rồi anh em. Tuấn có chia sẻ với lại mình á, là để mà hồ nó hoạt động được hiệu quả, cá nó khỏe được như vậy á, là tầm cỡ 4 5 ngày thì Tuấn sẽ xả lắng một lần. Và theo cái thời khóa biểu là tầm cỡ 2 tuần hoặc là tối đa là 20 ngày thì Tuấn sẽ vệ sinh cái nhân lắng của mình một lần anh em nha. Thì theo mình nghĩ cái thời khóa biểu mà Tuấn đưa ra vậy rất là hợp lý luôn. Đối với lại những cái hồ mà cá coi mini từng một khối đổ lại giống như của mình hoặc là của Tuấn á, thì tốt nhất là anh em chú ý ngay chỗ cái ngăn lắng của nó ha. Mình cố gắng mình vệ sinh nó thường xuyên thì nó sẽ giúp cho cái bộ lọc của mình hoạt động hiệu quả, và đó cũng là cái phương pháp để nó ngăn ngừa từ xa cái tình trạng cá của mình nó bị bệnh do ảnh hưởng đến cái chất lượng nước luôn anh em nhé. Đó là cái hệ thống lọc của hồ cá của Tuấn anh em. Bơm mình để dưới hồ rồi sẽ bơm lên cái hệ thống lọc của mình, thì trên đó là mình sẽ chế cái lắng lọc rồi qua dàn ba ki nước sẽ trả về hồ chính anh em nha. Đối với lại cái hồ mà tầm cỡ một khối đổ lại giống như của Tuấn nè, theo mình nghĩ là cái bộ lọc như vậy là tương đối nó ổn anh em nha, lọc nước cũng đã tốt rồi. Nếu mà anh em nào mà không có cái ý định mà xây hồ mà anh em muốn nuôi cá coi trong tan thì anh em có thể là tham khảo cái cách làm lọc của Tuấn ha. Theo mình nghĩ là cái cách mà sắp xếp lọc như vậy nó tương đối nó cũng ổn định anh em. Hai thùng lọc và một dàn ba ki nước nó sẽ trả vào hồ chánh, là nó giúp cho mình tạo cái nguồn oxy hòa tan luôn. Thì thôi bây giờ mình cùng với lại anh em mình sẽ tham quan cái hệ thống lọc hồ cá của Tuấn luôn nha anh em. Ô lọc hồ cá của Tuấn nè anh em. Bơm mình sẽ để bên trong hồ và sẽ bơm lên cái hệ thống lọc của mình, gồm một thùng lắng, một thùng lọc và một dàn ba ki anh em nhé. Anh em thấy là hai cái thùng sơn đó là cái cách mà làm lọc của Tuấn nó cũng na ná giống như của mình anh em. Thường thì đối với lại những cái hồ mini mà từ một khối đổ lại á, anh em chế cái lọc bằng thùng sơn này anh mình thấy nó hoạt động rất là hiệu quả luôn á. Cái thùng này là thùng lắng nè anh em, nước sẽ bơm bên trong cái thùng này, và trong đây thì mình khuyên anh em luôn nha, đối với lại những cái thùng sơn như nè là mình nên xài Gmat gòn đen hoặc là lưới lan nha, anh em đừng có xài chổi nó không có hiệu quả đâu. Ở trong đây thì Tuấn để 3 lớp Gmat, và Tuấn có để thêm một cái đèn UV anh em để nó hỗ trợ cho mình diệt tảo, tại vì hồ của Tuấn có ánh sáng á, mình diệt tảo để nó ngăn ngừa từ xa cái tình trạng tảo nó làm cho cái nước hồ cá của mình bị vàng với lại bị xanh luôn anh em nha. Và nước nó sẽ được thông qua bên cái thùng thứ hai anh em thấy không, lên thì lên trên đầu nhưng mà xuống thì xuống dưới đáy thùng thứ hai, thì bên đây mình sẽ để một lớp xi mát và ở trên đó là Tuấn để phun nhâm thạch với lại là sứ viên anh em nha. Thì đối với lại những cái hồ mini thì mình sẽ thường xuyên khuyên anh em á là nên xài cái vật liệu lọc là nhâm thạch nhiều ha. Thì tại vì mình xài là mình thấy là cái nhâm thạch á, vật liệu nó tương đối nó cũng rẻ tiền thôi, nhưng mà mình thấy là lọc nước rất là tốt, rất là trong, nó giúp cho mình phát triển cái hệ vi sinh rất là tốt anh em nha.
và nước từ ngay chỗ cái thùng thứ hai này nó sẽ được đưa qua bên cái dàn ba ki của mình. Thì anh em chú ý là nước ngay chỗ thùng thứ hai này nè, anh em làm như thế nào cái thùng thứ hai nó phải cao hơn cái dàn ba ki nha, nó phải cao hơn cái dàn ba ki để mà nó đưa nước qua bên dàn ba ki nha anh em. Đó, thì khi nước nó qua dàn ba ki á, thì trong đây là Tuấn để thêm một cái túi lọc để nó tiếp tục giữ lại những cái cặn li ti lại, rồi nước nó sẽ được đưa xuống ba cái ba tầng. Thì cái tầng đầu tiên là Tuấn để là ba lớp gòn để nó hỗ trợ mà trong cái vấn đề là tiếp tục giữ lại những cái cặn li ti, và tầng thứ hai thì Tuấn để là full sứ thanh, và tầng thứ ba thì Tuấn để là full nham thạch với lại sứ viên anh em nhé. Và nước sạch mình sẽ trả với hồ chánh. Thì ở dưới hồ thì Tuấn có để thêm một cái máy thổi luồng Subo anh em. Thì khi mà anh em muốn sử dụng máy thổi luồng thì chỉ cần anh em đo cái chiều dài của cái hồ của mình, rồi anh em ra những cái tiệm cá cảnh hoặc là những cái tiệm người ta bán cái vật liệu để mà cho thiết bị hồ cá đó, thì mình chỉ cần nói cái chiều dài hồ của mình thôi là chủ tiệm người ta sẽ đưa cho mình một cái máy thổi luồng nó phù hợp với lại cái thể tích hồ của mình luôn anh em nhé. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ cá của Tuấn anh em. Thì thôi mình sẽ nói sơ lại cho anh em mình nắm ha. Thứ nhất là hồ của Tuấn là mà cái tan của mình là 300 lít ha. Ở đây thì Tuấn xài một cái máy bơm là 4.800 lít trên giờ. Thì bơm của mình sẽ để trực tiếp bên trong hồ luôn, mình chế hút đáy với là hút mặt, thì nó sẽ được bơm lên cái hệ thống lọc của mình. Thì hệ thống lọc của mình đây là Tuấn chế bằng hai cái thùng sơn. Thì cái cách mà mình đi cái đường ống thì cũng na ná giống như cái hệ thống lọc của mình thôi. Cái thùng đầu tiên á là Tuấn làm là thùng đắng. Cái chỗ cái thùng đắng này á, là anh em xài là nên xài là Zmat gòn đen thôi nha. Anh em đừng có xài giỏi, tại vì mình thấy cũng có một số anh em á là chắc có lẽ là anh em xem video của mình sau á, anh em làm trước rồi, cho nên là anh em xài chổi thì mình thấy nó sẽ không có hiệu quả. Tại vì như anh em cũng biết rồi, chổi thì cái chiều cao của nó tầm cỡ 60 cm, mà cái thùng này của mình thì nó cũng na ná vậy thôi, cho nên là anh em mà xài cái chổi á, thì nó sẽ không hiệu quả. Tốt nhất là khi mà mình xài thùng này là anh em xài tà Zmat nè, với lại gòn đen với lại lưới lao thì nó sẽ hiệu quả anh em nha. Thì ngay chỗ cái thùng lắng này á, thì Tuấn để là ba lớp Zmat để nó chặn phân, chặn li ti thức ăn dư thừa lại. Và bên hông thì mình sẽ chế một cái ống xả, tầm 4-5 ngày thì Tuấn sẽ xả một lần, và vệ sinh cái thùng lắng này thì tầm cỡ chừng 2 tuần thì Tuấn sẽ vệ sinh một lần anh em nhé. Và nước nó sẽ được dâng lên qua ba lớp Zmat, nó sẽ đi theo một cái ống để mà mình kết nối qua bên cái thùng lọc thứ hai. Thì anh em nhớ là nước lên trên đầu của thùng đầu tiên và nó xuống là xuống dưới đáy của thùng thứ hai ha. Và ngay chỗ cái thùng thứ hai này thì Tuấn sẽ để là một lớp Zmat, và ở trên thì Tuấn để là full nham thạch với lại là sứ viên. Thì cái nham thạch này nó lọc nước rất là tốt, nó hỗ trợ cho mình giúp cái sự phát triển hệ vi sinh đó anh em, rất là tốt nha. Thì ngay chỗ cái thùng thứ hai này thì nước sẽ được kết nối theo một cái ống để mà qua cái dàn ba ki để nước chảy về hồ chánh. Thì khi mà nước qua dàn ba ki thì Tuấn có để thêm một cái túi lọc để nó giữ phân giữ cặn li ti lại, rồi nước sẽ xuống ba tầng. Thì tầng đầu tiên thì Tuấn để là ba lớp gòn đen để nó hỗ trợ cho mình trong cái vấn đề là lọc nước, và cái tầng thứ hai thì mình để là full sứ thanh, và tầng thứ ba thì mình để là full nham thạch với lại là sứ viên anh em nhé. Rồi nước sẽ trả về hồ chánh, nó tạo cái nguồn oxy hòa tan cho hồ cá nha anh em. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ cá của Tuấn anh em. Thì theo quan điểm riêng của mình, cái hệ thống lọc hồ của Tuấn như vậy là nó hoạt động tương đối rất là tốt anh em nhé. Tuấn có chia sẻ là nếu mà anh em trong kênh của mình xem được video của Tuấn á, nếu như thấy có những điểm nào cần khắc phục thì anh em cứ comment bên dưới để Tuấn hoàn thiện hơn ha. Thì ở đây là theo mình là hồ của Tuấn là thứ nhất là mình thiết kế rất là đẹp, thứ hai là cái hệ thống lọc của mình đi rất là tốt, nước rất là trong. Nhưng mà chỉ có một cái là nếu như mà mình khắc phục tí xíu là nữa thì cái hồ của mình nhìn nó sẽ tương đối nó đẹp hơn. Là ngay cái chỗ cái mực nước đó Tuấn, em có thể là cho nó cao lên một tí xíu nữa để nó giúp cho cái thác với lại là cái mực nước nó gần nhau hơn, để nó tránh cái tình trạng làm cho cái thác nó xuống hơn bị cao á, nó làm cái tiếng ồn là cái thứ nhất nè, thứ hai là cái bọt của nước hồ của mình á nó sẽ lâu tan, thì lúc đó là mình ngắm cá nó hơi khó một tí xíu. Thì theo anh nghĩ là em chỉ cần khắc phục lại ngay cái chỗ đó thôi, có thể là em nâng cái mực nước lên, hoặc là cũng có thể là em không xài thác mà em chế một cái ống á để nó đưa nước xuống, nó tạo cái oxy hòa tan cho hồ cá luôn. Tại vì máy hồ của em có xài thêm một cái máy thổi luồng nữa đó, thì lúc này em chỉ cần chỉnh cái thổi luồng như thế nào để nó đẩy phân lại ngay chỗ cái hút đáy với lại cái hút mặt của mình, với lại cái bọt nó lại hút mặt một cách nhanh nhất, như vậy là ok rồi. Thì cái đó là cái ý nhỏ mà anh muốn góp ý cho Tuấn Tiến ha. Thì thôi chắc có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc bây giờ tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó Tuấn, anh chúc em với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc làm ăn ngày càng phát đạt Tuấn nha. Thì nếu mà anh em nào trong kênh của mình có nhã ý muốn làm một cái hồ bằng cái tan 300 lít giống như của Tuấn á, thì anh em có thể là tham khảo cái hệ thống lọc hồ cá của Tuấn luôn anh em nha. Thì nếu như anh em xem video thấy những cái mình với lại Tuấn chia sẻ hữu ích á, thì anh em nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nha. Một lần nữa chúc mọi người xem video vui vẻ nha.